tao hơi ghét tay lường cày. Nếu muốn nói chuyện ngon lắm, mời chuẩn phát triển như vậy nha, quá tuyệt vời, chuột ngon đấy. Hello mọi người nhé, lại là mình Chu Bia đây. Hôm nay chia sẻ món chua đồng, món đặc sản độc quê. Được hơn chục chú. Giờ mình sẽ đi pha nước, dùng nước nha. Đấy, đã ngon này cành đào các bạn ạ. Giờ mình cho gia vị vào luộc nha. Trắng tinh. Đau, tối mà. Chuột này thật là chỉ đấy. Mời đấy, chuột phát triển như vậy nha, quá tuyệt vời, chuột ngon đấy. Thì chuột ngon thì chuột cũng nghe nó không phải lắm, tôi đâu ngon đúng không, 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 đúng. Đấy, làm mà bận rộn mãi mới được gì. Chuột thì chưa chua đã có người tai. Chồng mới làm rồi. À nó biết con này cái con này. Nó làm một đường đường chính. Đi vào đấy nhà nhá. Biết. Lại ba chỉ này. Đi tới đấy chúng tôi biết. Sau đó đi tới khoảng 14. Chỉ hai đường. Cầm bác biển nên là bác thích lắm. Anh em mình nhìn nha. Mời đại gia đình mình nhá. 64 dẫn ra trường như tôi tắt đây. Ôi, hiện đấy thì tôi lấy. Trên chợ chiều xuyên lết. Bọn em làm ở đấy từng đoàn đến đường nào chẳng biết. Nhưng mà nó bây giờ nó muốn dẫn là đi cái đường to trước này. Đang vào về dẫn về cái đường 64 ra đấy nó đi nó lôi đấy. Nó ra này. Duyên. Cái gì? Duyên đi đâu? Đồ đồ ăn kèm với dưa chua rất là ngon cả nhà. Dưa chua hôm nay mua ngày hơi đi học. Dưa chua ngon mà. Thôi lên đi thôi, kệ giữ mẹ. Một là như thế, thứ hai nữa là mình bây giờ mình có làm có lắp của nó một xoài. Mãi một miếng ba chỉ mời cả nhà nhá. Đấy hôm nay mình có riêng bốc điểm cái này. Ba chỉ là ta làm đầu tiên ta lắp mày nhá. Ừ, quá. Thế là bình thường. Đúng rồi, thứ hai cả nhà. Nó phải có lỗi làm sao vậy. Cái này là cái thờ nó chả phải soi thì kệ. Bây giờ mình mang về soi chả giải quyết được cái vấn đề gì đây. Kệ mẹ này mà để không không thuê nếu nó được nói thẳng ra một câu này cả cái đấy mình chỉ là mình nhìn thấy là mình coi như mình không tay có tay lương này là được nên là mình nên bảo là nguyên để nay thì mua lấy loại nào tham ăn được món to này cũng như muốn nói hãy thịt của mẹ để vào được đấy rồi là bố còn dắt anh đi 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 sau. Ăn mà mạnh thì nó nguội. Mà ăn nguội nhất thì có khi nó gấp lại lên. Đo có 87 mình điện lên lương lương. Nếu thế thì chúng mà đánh đổi. Mẹ không này. Lóc ngồi đúng không? Thờ có những cái khác mà đổi được. Cô ghế đổi được. Thờ đéo đi đổi được. Từ ngày đấy đúng mình khác. Là mời đại gia đình cho mình nhá. Quá tuyệt vời. Bàn thờ mẹ đổi bàn thờ. Cả nhà chỗ bán nha. Dạ. Quá ngon. Làm hơi mình ghét tay đường cạnh. Nếu mình muốn nói chuyện ngon lắm. Còn cái kệ thì vợ mình cứ thích chấp nhận là thôi, kệ mẹ nó rồi. Nhưng mà thôi, nhất là to nhất. Cái khác thì của thì phải đi. Em hiểu. Nhiều thì. Cái thời em cũng. Để làm cái
mấy anh người ta công việc người ta đang đi đây có mấy người đó hào đấy là từ hào đi hào đó là vừa chạy đi bò đấy vừa cho bàn xong anh bảo lại mất mấy chục thóc xong rồi anh đi anh đi đâu Vĩnh Công à Vĩnh Công nó bảo này không đâu nó chở đường đổ mâm nó là khô ướt nên là nó bánh nhéo nhà buổi sáng làm hai củ chiều nó bảo không cái này ngủ lại tí lại dính hết đây này mua lại còn đỡ gặp mùa mà lạnh thì nó thì đông hết chứ. Sao ai cũng không thể cười sướng cây sạc ăn mạnh nó cứ không ngày đầu cũng bị bạn đấy ra mốt mà sao mẹ nó quật có gần là ai mẫu là mẹ thủ về nó biết nó biết cũng biết dần đấy là mấy khi nó phụt máy mà phụt máy phụt mà trước có năm nay nó ngập như thế mà còn máy gật là dân nó khô căng Kim Thanh nó thế mà đến đó thì cũng thế thì đang nói là dân đấy bây giờ có bao giờ dùng máy phụt mấy đâu mà vì đập nó khô căng luôn. Tất cả các nơi làm gì nó để áp dụng về ngày nào nó cứ máy bán hết rồi. Mày biết đến phụ gạt nó toàn rồi. Phụ gạt nó không như mình đâu. Gạt máy gạt nó không như mình đâu. Thông báo lên hoa. Ôi mẹ, gạt cả dây luôn. Qua cái thằng Chí rồi thì Kim Thanh nó điện lên mình lễ quá bạn bè đúng. Nó bảo vào. Nơi nào mà không cắt để đấy, cắt tay. Gạt nó băng hòa thông báo, và hàng lúc thông báo từng giây một. Mày có ba máy đi ba giây này mỗi đồng một máy đó thông báo chúng ta nào có ở cái giây đấy là sang ngay ra trưởng hết giây này nó chiều lại thông báo là sang giây bên này có người các mày đến hết thì chỗ đó mày là mất được lúa mình đang cầm cái máy cho ngồi đợi ngồi thế luôn sướng uống đi cứ cười tay rồi ngồi ngồi bé gì uống này em uống con to mày em từ đại diện từ đấy ở phố dưới lên ăn mặc như chú rể uống tay bô đi thì cỗ hôm nay cỗ cô tần già cứ quần sóc là được kê ba đại diện chúng ta nó khó ba em nhìn nhau ngồi